Vâng, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị nghe giọng hát từ Cần Thơ trước đây, nhưng mà trong 50 năm qua đã đi khắp nơi trên thế giới. Một lần nữa, xin quý vị chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Oanh nhớ là rất là lâu, lâu lắm rồi mà Oanh chưa có ghé tại Paris này. Còn anh nhớ quý vị rất nhiều và mong có dịp để gặp lại tất cả các quý vị thân mến đã thương mến Hoàng Oanh từ bao lâu nay. Cho nên hôm nay thì là bây giờ thì có cái dịp rồi là Hoàng Oanh hưởng ứng lời mời gọi của Trịnh Hội để đến đây được có dịp gặp lại quý vị, mong được cống hiến quý vị những bài hát kỷ niệm. Kính thưa quý vị, Hoàng Oanh muốn tặng cho Trịnh Hội một bài hát ngắn mà Hoàng Oanh muốn mời quý vị hưởng ứng theo luôn. Bài hát này rất vui và Hoàng Oanh cũng cần nhờ Trịnh Hội để Hoàng Oanh xem Trịnh Hội có cái giọng tốt hay không, cho nên Hoàng Oanh muốn mời Trịnh Hội ra đây. Trịnh Hội có giọng tốt không? Để kia là good voice á. Dạ, giọng biết tốt hay không thì giọng em nó cũng rộng giọng lắm à. Kính thưa quý vị, Hoàng Oanh nhắc quý vị là ngày xưa đó ở nhóm hướng đạo của mình ưa hát cái bài hò dô ta dô ta đó. Hoàng Oanh có mấy câu hò này rất là hay để tặng cho hội voice, mà Hoàng Oanh muốn mời quý vị hát theo nha. Rồi bây giờ mà chị ơi, trước khi đó thì nếu mà giọng em mà phải muốn mà cho nó rộng chút thì phải cần microphone. Không biết là ai lấy microphone thứ hai lấy đi đâu mất rồi à, trả lại giùm ạ. Phương Hạnh, nhờ Phương Hạnh trả lại microphone cho mượn giùm ạ. Kính thưa quý vị, ngày xưa mình ưa hát là dô ta là hò dô ta, quý vị chắc còn nhớ. Bây giờ mình Hoàng Oanh, Trịnh Hội mời quý vị hát thử tập cái bài này nha. Alright. Đó. Đường xa dô ta thì mặc đường xa dô ta, ngại sông ngại núi dô ta, thành ra xa đường dô ta, dô ta vô rồi mà sao có ra ta. Cảm ơn Trịnh Hội nha. Kính thưa quý vị, sau đây Hoàng Oanh muốn cống hiến quý vị một bài hát điệu bolero có tên là Hai Vì Sao Lạ. Thank you.
người về. Một mùa thu gió heo may, về đâu có biết chăng trong chiều nay mơ mơ, nghe lá thu vàng rơi bâng quơ, bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi, như trong đêm khuya những bước chân qua đèn người miền thương nhớ vô vàn. Người về đường đi kẹt gió trăng về đâu nhớ ta chăng.
tiệm thương nhớ ai nhiều. Nghe chắc thu ơi, thế là rơi chi hoài bởi niềm thương nhớ. Paris buổi chiều nhảy quá sung luôn, mặc dù là chiều chủ nhật, không
có chỗ nhảy, chỗ đây nhảy đi ra ngoài kia nhảy luôn. Bất cứ tuổi nào cũng nhảy, bài nào cũng nhảy, người ta nói là không, tôi không còn mà vẫn nhảy. Quá đã. Vâng, đặc biệt hơn nữa là chị nội vừa mới nhận được một cái phong bì tặng cho Voice 1.000 euros. Đến từ gia đình của anh Đặng Quốc Nam. Cảm ơn anh rất nhiều đã ủng hộ việc làm của tụi em. Chắc chắn rằng là cái số tiền này và cái sự ủng hộ của anh sẽ giúp đỡ rất nhiều, không những cho những người tị nạn mà còn tinh thần cho tụi em. Cảm ơn anh và cảm ơn khán thính giả của Paris. Đúng là phải có Paris by night, nhất hải ngoại thì nó đến từ đây là đúng luôn. Chứ mà nghe mà Melbourne by night chắc không được vậy đâu. Vâng, để tiếp tục chương trình, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Nguyên Khang. Alright. Rồi, Nguyên Khang bây giờ là ôm hủi chót nha. Hát tới bến luôn nha. Hát sao mà bây giờ là Paris by afternoon, nó ra Paris by night luôn đó em ạ. Alright. Xin lỗi, giờ là năm quá, chụp không đúng. Dạ vâng, nhưng mà giống như quý vị biết là anh Nguyên Khang mà bước lên thì Trịnh Hội phải bước xuống. Dạ. Chém mấy người đẹp rồi anh. Dạ vâng. Để cho tôi quay người đẹp. Anh Nguyên Khang. Dạ, dạ được rồi anh thằng bác thôi. Dạ, lộn rồi ạ. Lỗi. Thiệt là đẩy bả. Vậy thôi để tôi đứng lên tôi hát cho, để tôi lo chụp hình đi. Alright. Ai da da. Bữa nay là mình hốt hồi chót thì quý vị muốn hát tới mấy giờ cứ cho các em biết. 12 giờ hả? Mai có đi làm không? Thôi ghê vậy. Lên xong ca với em rồi. Lên xong ca đi, nhưng mà anh cứ đứng dưới, em đứng trên ghế được rồi. Giờ quý vị muốn nghe hay là muốn nhảy à? Nghe hả? Ok, nghe. Bài đánh Bossa Nova đi. Đô trưởng Bossa Nova đi. Hát coi giờ. Xin quý vị cho ban nhạc một tràng pháo tay thật lớn, tại vì thật sự ra trong chương trình thì không có hát nhiều, cho nên ban nhạc cũng có rất là giới hạn bài hát. Coi như bây giờ mình có bao nhiêu chơi bao nhiêu. Chiều thơm du hồn người mênh mông, chiều không nơi đời mong, chiều trắng cho mềm mây ấm nắng, nắng đợi chiều nắng say, nắng nhuộm chiều hơi mang. Ngày đi qua vài lần buồn phiền. Hôm nay
chiều tiếp nhau một đêm.